Vụ thiếu nữ bị giấu xác bên đường, hung thủ có tâm hỏi thăm nạn nhân, vợ cũ bóc phốt quá khứ. Sau khi nhẫn tâm sát hại thiếu nữ 17 tuổi, tên hung thủ vẫn táo tợn vào Facebook gia đình nạn nhân nhắn tin hỏi thăm. Thậm chí, đối tượng thản nhiên vào các diễn đàn xã hội bình luận rôm rả hóng hớt như chưa có chuyện gì. Những ngày gần đây, tài khoản Facebook tên HG đăng tải bài viết tìm kiếm em gái mất tích gây xôn xao mạng xã hội. Chị cho biết, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, em gái từ Hà Giang trở lại khu công nghiệp Bá Thiện, Vĩnh Phúc để làm việc. Tuy nhiên, sau 3 ngày, bạn cùng phòng xác nhận, thiếu nữ vẫn chưa đến nơi, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Tưởng chừng em gái bị đi lạc hoặc gặp sự cố trên đường, chị SG khóc nghẹn khi nhận tin dữ từ cơ quan chức năng. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, người dân lưu thông trên đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, phát hiện một thi thể được che đậy bạc, bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, nhận định đây là vụ án giết người. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là GTB, sinh năm 2005, ở xã Tùng Vài, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang. Chưa đầy 24 giờ, bằng công tác nghiệp vụ chuyên nghiệp, đối tượng Dương Văn Thế, sinh năm 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, đã bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp. Tại đây, Dương Văn Thế khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết đã xuống tay với thiếu nữ 2K5 vào rạng sáng ngày 5 tháng 9. Công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của Thế và thu giữ được nhiều vật chứng liên quan. Đáng chú ý, thời điểm trước khi bị cơ quan chức năng sờ gáy trên các diễn đàn xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, hung thủ dùng tài khoản Facebook tên Dương Thế và để lại các bình luận hóng hớt tỏ vẻ quan tâm đến vụ án. Nhằm đánh lạc hướng dư luận, nghi phạm sinh năm 1998 còn ung dung suy luận Vĩnh Phúc mình không có công ty này rồi, 10 ngày rơi vào ngày 29 hay 30 tháng 8. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Dương Văn Thế còn táo tợn vào cả trang cá nhân của gia đình nạn nhân hỏi thăm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô gái đó là nhà em à, nhà em đã nhận được rồi à. Đáng tiếc cho Thế, chiêu trò nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chỉ có ở trên phim mà thôi. Với kinh nghiệm phá án của Công an Việt Nam và hệ thống camera chạy bằng cơm ở khắp mặt trận, việc xa lưới chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Sau khi vụ án thương tâm được cộng đồng mạng chia sẻ, mới đây một tài khoản Facebook khác lên tiếng thừa nhận mình là vợ cũ của hung thủ. Trong thời gian chung sống, đối tượng nhiều lần có hành vi bạo hành, thậm chí nếu không được người nhà can ngăn thì có lẽ đã về đoàn tụ với ông bà rồi. Vẫn tháng 9, nếu như số tôi kiếp ngắn thì anh đi bốc lịch cũng đầy đủ được 11 năm rồi chứ không phải hôm nay anh mới đi. Cái ngày tháng 9 năm đó, anh trói tôi như con lợn rồi thả xuống giếng. May mà mẹ anh về kịp chứ không tôi cũng thành tro đất. Dù biết là anh ác nhưng tôi cũng không nghĩ anh là người máu lạnh đến như vậy đâu. Trên Facebook của Dương Văn Thế, đối tượng giới thiệu mình từng theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Dương Văn Thế cũng thường xuyên chia sẻ bài viết quảng cáo kinh doanh gạch ốp nhà ở. Bài viết gần nhất cách đó 3 ngày, hung thủ đăng tải video mình đang ngồi trên máy bay. Trái ngược hành vi nhẫn tâm với nạn nhân xấu số, đối tượng được nhận xét có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng. Kiểu nó nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất ý mà. Công nhận anh này được nước đi quân cờ không bao giờ mất dấu. Thực ra người ta muốn tự thú mà sợ nên dùng ẩn ý đấy. Còn vào hỏi thăm gia đình nạn nhân lại nhận được thi thể chưa mới lộn ruột chứ. Có tâm tới đó rồi sao nó không xây luôn cái mã cho người ta luôn. Những kẻ có đầu óc toan tính giết người vậy nên loại khỏi xã hội.